Đầu tiên là dặn cái này ra, đổ xăng vô. Đổ vừa phải, khoảng chừng tới đây thôi. Không có nhiều. Còn lên nặng cũng đừng có dơ. Rồi xong. Bơm lên khoảng chừng đến 2 cái. Có cần bỏ này vô hay không? Không bỏ cũng được, mà bỏ cũng được. Xăng thì mồi khoảng chừng chút xíu thôi. Đốt theo cái cách này thì không có bị dơ cái bếp. Nhiệt lượng đổ ra rất cao. Cái này thì để nấu được. Phải để lên này nấu. Mà không. Đây thì nửa lớn, nhỏ. Lớn, nhỏ. Sáng trái rất là sướng. Trái rất là nhiều. Đổi xong nghe, tạo qua camera nên nó hơi đỏ đỏ một chút. Rồi em tắt nè. Tắt thì mình dặn để vô thì là nguội. Nguội thì nguội, cứ để im thôi. Mình không cần phải xả hơi ra, cứ để im vậy thôi, để xả. Khi nào mình cắt bỏ tủ thì mình mới xả hơi ra. Xả hơi ra thì chỉ dặn cái bếp thôi.